Các bác có công nhận tháng 12 là một cái tháng đầy biến động của thị trường crypto không? Đặc biệt là thị trường đã đẫm máu vào cái ngày mà 4 tháng 12 2021 đã khiến rất là nhiều bác hoang mang và sợ hãi. Nhưng mà nhỡ cũng đã không ít bác tranh thủ gom hàng trong lúc thị trường siêu học đấy. Và mình thấy là các bác ở trong group GM Venture cũng không ngoại lệ đâu nha. Tinh thần săn sale của các bác hừng hực luôn đấy. Ngày trước hay đến tận ngày hôm qua thôi thì vẫn còn rất là nhiều bác nghĩ rằng là ôi thôi thế là Noel năm nay coi như là mình cũng chẳng có quà mà mình còn phải đi tặng quà lại ở thị trường này, tặng quà lại CZ này đúng không? Nhưng mà tính đến thời điểm ngày hôm nay 24 tháng 12 thì xin chúc mừng tất cả các anh em mà ở trong group GM Venture, những người mà đã theo kèo admin vào đợt mà thị trường sale off ấy thì đến ngày hôm nay đã chốt lãi tưng bừng rực rỡ nhá. Và chúng ta đã chính thức có quà Noel năm 2021 này. Món quà đầu tiên là NIR với giá entry mà GM Venture báo là 6.0 đến 6.2 đã đạt ATH là 17.9 đô, đã gần x3 trên Binance và đạt ATH 36 đô x6 lần trên sàn Huobi vào ngày 15 tháng 12 2021 nhá. Tiếp theo thì nếu đã là fan của NIR thì chắc chắn càng không thể bỏ qua con hàng OCT cực kỳ chất lượng đúng không? Và món quà tiếp theo là OCT với cái giá entry mà GM Venture đưa ra là từ 1.1 đến 1.2 và đã chạm mốc 1.75 đô vào sáng ngày hôm nay 24 tháng 12 2021 và đã đem đến cho mọi người đến 50% lợi nhuận rồi nhá. Và món quà tiếp theo là DAKA với giá entry mà GM Venture đưa ra là từ 0.0018 đến 0.0021 và đã đạt giá là 0.00475 đô vào ngày 23 tháng 12 2021 và đã giúp tất cả mọi người ở đây là x2.5 lần tài khoản. Trời ơi, yêu DAKA quá nhiều. Món quà tiếp theo là BIM với giá entry mà GM Venture đưa ra là từ 0.5 đến 0.53 đô thì đã đạt 50% vào ngày 17 tháng 12 2021 với giá là 0.778 đô. Mà còn chưa hết đấy nhá. Thì món quà TCT với giá entry mà GM Venture đưa ra là từ 0.023 đến 0.025 thì đã x2 tài khoản vào ngày 18 tháng 12 2021 với giá là 0.05 đô nhá. Ngoài ra thì còn một số đồng như là ADA này, PON này, CELO này, STT này, ATOM này. Thì tất cả mà bác nào mà gom hàng theo entry của admin GM Venture ấy, thì tất cả bây giờ đều đang có lãi nhá. Chúc mừng tất cả các bác. Đấy nhá, đừng bảo là GM Venture không đem quà Giáng sinh để cho mọi người nhá. Chưa hết đâu, ngày mai GM Venture còn có một món quà nữa cho các bạn đấy. Hôm nay nhá, sẽ đem đến cho các bạn tiếp một món quà nữa. Đấy chính là một cái kèo Aerox nhà nhân ngày Giáng sinh nhá. À, đây không phải là kèo test nhân phẩm nhá, mà ai tham gia 100% trúng nha, chứ không phải kèo test nhân phẩm đâu. Thì các bạn đã biết thì thị trường Việt Nam đã trở thành cái thị trường mà có số lượng người nắm giữ nhiều DAKA và ở thời điểm hiện tại nhất. Thì để tri ân sự kiện đặc biệt này thì sàn giao dịch MXC đã ra mắt hoạt động là đăng ký tài khoản mới và giao dịch nhận siêu giải thưởng lên đến 10 triệu DAKA nha, 10 triệu DAKA đấy. Một con số ấy không hề nhỏ một chút nào đâu các bác ơi. Mà DAKA là gì, hot đến như thế nào ấy thì chẳng cần phải bàn cãi đâu đúng không? Cái độ hot của DAKA ấy mà mùa hè nữa. Bác nào mà chưa biết cách làm kèo Aerox này, các bác có thể vào tường TikTok của mình nhá, ấn vào cái đường link này ok. Sau đấy nó sẽ dẫn các bác đến là cái landing page ở đây, thì các bác sẽ ấn vào Telegram và hỗ trợ người mới như thế này. Bác join vào đây thì sẽ dẫn các bác đến Telegram. Thì ở trong Telegram thì cái mục ở đây mình sẽ đã pin cả cái link đăng ký Aerox này và kèm link video hướng dẫn cách làm cụ thể nhá. Thì các bác sẽ xem qua video một lượt thì các bác sẽ hiểu cách làm thôi, rất là đơn giản. Và ngày hôm nay Uyên Vic GM Venture cũng muốn gửi một cái lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ ở Uyên Vic và GM Venture trong suốt thời gian vừa qua và đã giúp chúng mình đã đạt được mốc follow là 50.000 follow. Cảm ơn mọi cái sự ủng hộ này, cái từng cái comment của mọi người hàng ngày ấy. Bản thân mình ngày nào cũng đọc những cái comment của các bạn và mình thật sự rất là cảm động cái tình cảm của mọi người dành cho mình cũng như là GM Venture. Mình rất là yêu các bạn, nên là các bạn hãy luôn ủng hộ mình và GM Venture nhá. Thật ra qua một cái video thì không thể nào mà diễn tả được cái cảm xúc cũng như là cái tình cảm của mình dành cho các bạn đâu. Thật sự rất là cảm ơn cái mọi sự tình cảm của các bạn này, cái sự ủng hộ các bạn ý. Là một cái món quà rất là lớn đối với mình. Mãi nhau gửi ngàn cái ôm đến các bạn.